Vườn cây của hợp tác xã Hoa và cái cảnh Thăng Long. Đây là khu vực trưng bày. Hàng tháng hợp tác xã có tổ chức trưng bày những tác phẩm bonsai nghệ thuật liên tục mới, thể loại cây cũng rất là đa dạng. Và đợt này thì hợp tác xã có một số sản phẩm để bà con chơi Tết. Xin mời các bác anh em xem kỹ một số tác phẩm. Đây, thất thốn cổ anh em này, giới thiệu anh em một chút nha. Cây này là 800 nhé, hoành là 17, cao 40, rộng 40, 800 ca. Cây số 2 chậu tròn, hoành 14, cao 40, tán bay 50, cây 1 triệu. Lọc non của nó này. Cây đậu quyên. Cây đậu quyên, hoành bụi. Hoành bụi là 90 nhé. Hoành bụi là 90. Cao là 37. Rộng là 60. Chậu nhật xịn. Giảm giá kịch sàn 6 triệu. 8 triệu các bác nhé. Xuống còn 6 triệu. Giảm giá đến 2 triệu còn 6 triệu. Bác xem kỹ cái đậu quyên này một chút này. Đây là một cây cổ của Nhật nhé. Đây là có nguyên một bụi của nó từ Nhật chuyển về này. Chậu của Nhật xịn này. Đây là toàn bộ hoa của nó này. Hoa đỗ quyên này rất đẹp này. Hoa này hoa trắng hồng nha anh em nhé. Bác xem này. Đang ra nhiều nụ này. Nụ đấy nhé. Nụ đấy nhé. Giá tác phẩm là 6 triệu là giá ok lắm rồi anh em ạ. Vào đi. Rất là nhiều nụ này. Nụ gần như kín tán luôn này. Và điều quan trọng là tác phẩm này tổng dáng của nó rất là đẹp, rất tự nhiên. Một sản phẩm rất là có giá trị này. Cả cái khay rất là đẹp này. Mà giá chỉ có 6 triệu. Bác xem kỹ nhé. Đang ra nụ rất là nhiều này. Tổng dáng nhìn chiều đạo đẹp. Chiều này nhìn rất là tuyệt vời các bác nhé. Một cái giá rất là dễ chịu. Cây này lúc nó ra hoa rất đẹp. Và đỗ quyên thì thường ra hoa đúng dịp Tết. Và trong năm nó cũng ra hoa vài đợt các bác nhé. Cây này Tết thì hoa đẹp lắm. Cây cực kỳ già các bác nhé. Già như hoa đá này. Nụ đang ra rất là nhiều này. Một sản phẩm rất là tuyệt vời, đẳng cấp. Đây giới thiệu với anh em một cái gốc của là đỗ quyên này. Nếu như một tác phẩm đỗ quyên đẹp mà nó lùn được như thế này, mà cái tàn này nó kín này, thì hiện nay giới thiệu ra thị trường khoảng cỡ 50-60 triệu là mất ngay. Nhưng mà tại sao một số anh em làm vườn mà có một cái tác phẩm đỗ quyên như thế này có 6 triệu mà anh em không đầu tư nhỉ? Theo như quan sát của Hiệp thì khoảng cỡ độ 2 năm nữa, nếu kín tàn thì cây này 20-30 cũng mất. Chúng ta không đầu tư những sản phẩm này thì đầu tư những sản phẩm gì? Đấy là theo ý kiến riêng của Hiệp. Còn không biết là ý kiến của anh em thế nào thì cũng xin cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Đấy, nếu so sánh với anh em một chút, đây một cái quất trên thị trường. Thì chúng ta mua cái quất khoảng cỡ độ 4-5 triệu về chúng ta chơi chỉ trong vòng có được một nửa tháng, hết tháng riêng. Là chúng ta sẽ chả có lại đem bỏ. Một tác phẩm mà chúng ta chơi mãi mãi. Mà cây này thì càng chơi càng ra tiền các bác nhá. Tôi nghĩ là cái giá này là cái giá hợp tác xã cũng giảm giá rất là nhiều rồi. Cây tiếp theo nhá. Đây giới thiệu với anh em tiếp tục một tác phẩm thất thốn cổ nhá. Giá cây này đang giao lưu tại hợp tác xã là 1 triệu đồng. Và cây bên trong này cũng 1 triệu đồng anh em ạ. Nếu anh em nào chốt thì có thể chụp ảnh gửi cho Trần Hiệp hoặc là các số điện thoại của thường trực của hợp tác xã Hoa cây cảnh Thăng Long nhá. Hoa giấy này. Hoa giấy này đo qua anh em một chút này. Đo qua hành gốc cho anh em nhé. Là 16. Đây gọi là dáng bay à. Dáng bay à, tán bay này. Tán bay là 65 này.
gọi là dáng siêu đi. Ờ, dáng siêu đi. Chiều cao là 48 này. Cây này anh em đang báo 2 triệu nhé. Hoa của nó này. Cái mà giấy này dâm cũng được làm kỹ các bác nhá. Vâng, 2 triệu. Thông này là thông yên tử này. Một những loại thông là quý hiếm nhất của Việt Nam hiện nay này. Mình đo tán đổ này. Là 76 này. Chiều cao từ mặt chậu lên này là 40 này. Đo hoành đại diện của một thân nha anh em nhá. Hoành đại diện của một thân là 14. Có nghĩa là mỗi một hoành là 14. Giá đang được báo tác phẩm này là 1,6 triệu đồng. Quá rẻ, 1,6 triệu đồng. Đổi món cho các bác một chút nhé. Đây là sản phẩm mới mang về này. Đây có chút niềm vui để chia sẻ cùng với anh em nhé. Sản phẩm đây là một vừa mang bức về xong đây. Tượng cụ Đạt Ma này. Đây là một bức này bằng gỗ chắc nha. Hàng VIP. Gỗ chắc này đo anh em này một chút này. Chiều cao là 90. Đo chỗ rộng nhất này, chỗ tà áo của ngài này là 40 này. Bằng chắc đây này. Giá cái này đang giao lưu với anh em là bằng 9,3 triệu đồng nha. Các bác anh em cảm thấy yêu mến thì liên hệ trực tiếp với hợp tác xã và mang sản phẩm về trưng bày trong dịp Tết nhé. 9,3 triệu đồng anh em. Sản phẩm tiếp theo này, đây cũng là sản phẩm mới đây. Đạt Ma Thiền à? Đây là có một cái chỗ để anh em chúng tôi là đôi lúc là ngồi uốn cây này, rồi là uống trà này, rồi chia sẻ với nhau về cách nghệ thuật làm cây này. Và chúng tôi sẽ thả trầm vào đây. Có anh em là cứ ngồi và uống nước và tâm sự với nhau đến khoảng 10 rưỡi. Nên chúng ta là về với gia đình riêng. À, bộ này là bằng 7 triệu rưỡi này. Tượng Đạt Ma ngồi thiền các bác nhé. Ngồi thiền dưới một tán cây này. 7 triệu rưỡi này. Bằng gỗ chắc. Đây là mây trên đỉnh núi này. Vào buổi tối này anh em tôi là hay ngồi uống trà với nhau và đốt trầm, rồi cùng chia sẻ nhau về cách làm cây hoa giấy. Dáng này là dáng hồi đầu à? Cái này đang báo với anh em là 1,5 củ nhé. 1,5 triệu cây hoa giấy này. Củ rưỡi xanh. Bên này là xanh điền khuyến mại, cực kỳ khuyến đi. 2,2 củ đi. Đang 4 củ xuống 2,2 để lên đường cho máu lửa. 4 triệu. Xuống 2,2 thôi. Giảm giá còn 2,2 triệu. Một tác phẩm tượng Lỗ Chí Thâm bê bình rượu. Một cái điển tích rất là hay của Trung Quốc. Các bác xem này, cái gốc của nó này. Tán nó cũng tương đối mịn. Độ dài của nó này. Và đường chuyển của thân và tay cành cũng rất là dẻo. Sản phẩm cũng rất là ấn tượng. Giảm giá rất nhiều. Cây nguyệt quế, dáng trực. Đo anh em một chút nha. Cái dáng này thì dáng bonsai, hàng này hàng chuẩn bài rồi. Đo chỗ này nha. Hoành 20. Tay dăm kín hết rồi anh em này. Chiều cao là 44. Tàn là 55. Cây này đang báo anh em 3 triệu nhé. 3 triệu cây này các bác nhé. 3 triệu. Chân đế. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai này. Tác phẩm Hồng. Một cây làm chẳng nên non này. 3 cây trụm lại nên hòn núi cao này. Giao níu tí cho anh em sướng. Cây này củ 2 thôi. 1,2 triệu cây này các bác nhé. 1,2 triệu 3 cây. Vào 400 một cây. Xanh. Xanh ôm đá. Đá này là đá thấm thủy nhé. Đá thấm thủy. 2,5 triệu. Đây là xanh đá móng anh em nhé. Một tác phẩm nghệ thuật ký đá của xã viên hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Dăm cũng được làm kỹ các bác nhé.
Xanh lá móng là loại xanh rất là quý. Nên mới chúng ta mới ký được cái này và ôm vào đá thấm thủy thì phải mất vài ba năm này. Hàng quý hiếm, giá chỉ có 2,5 triệu. 2,5 triệu. Giá anh em chả phải suy nghĩ nữa. Vừa bán vừa gọi là có duyên gặp nhau. Tùng cối, dáng thác đổ. Bác xem này. Có một cặp. Cặp là 3 triệu. 3 triệu. Giá cũ là 1,7 triệu. Giảm 200 cho một cây. Bác xem tổng dáng của cây tùng cối này. Mỗi cây thì có cái dáng vẻ nó khác nhau một chút này, đường chuyển nó khác nhau một chút này. Ăn đi anh em ơi, ăn đi. Tự nhiên thì nhá. Cũng khá là nghệ thuật. Các bác xem kỹ cái đường chuyển của nó rất là hay nhé. Lên này. Xuống này. Một số cây cảnh tại Hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long và những chương trình giảm giá ưu đãi bà con ra chơi Tết đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.